bởi vì hai vòng cuối là em áp đảo hoàn toàn và khả năng mà mình thắng là cầm chắc trong tay, nên em không gọi là đánh cược với sự may mắn của mình, nên em cố gắng giữ và cho đối thủ một gọi là có thời gian để nghỉ. Chiều 13 tháng 5, võ sĩ Huỳnh Văn Tuấn lội ngược dòng và giành chiến thắng trước võ sĩ Indonesia Samri Stendra Batisamalo để mang về huy chương vàng cho kickboxing Việt Nam. Ở hiệp 1, Huỳnh Văn Tuấn bị đối thủ dẫn điểm, nhưng bước sang hiệp thi đấu thứ 2 và thứ 3, anh đã bung hết sức, không cho đối thủ cơ hội nào và giành chiến thắng áp đảo. Tận dụng sức mạnh lực tay, Huỳnh Văn Tuấn tung ra hàng loạt đòn đánh hiệu quả và liên tiếp ghi điểm. Thời gian chờ khá lâu làm cho tinh thần thi đấu của Huỳnh Văn Tuấn phần nào bị nguội, chưa bắt kịp đối thủ. Khi theo dõi trận đấu, khán giả sẽ thấy đối thủ tìm hiểu khá kỹ vận động viên Việt Nam, đôi lúc anh còn bị bắt bài. Nhưng với bản lĩnh của mình, Huỳnh Văn Tuấn đã dùng những món đòn sở trường nhất của mình để hạ gục đối thủ. Đối thủ hôm nay thì đến từ Indo, bạn ấy là rất là khỏe và cũng đã có hai trận chiến thắng trước đó. Để vào tới chung kết thì hôm nay với sân nhà và cổ động viên sân nhà rất là đông, em lấy đó là động lực và bao nhiêu ngày tập luyện cũng như để chuẩn bị cho SEA Games tốt nhất thì em bằng nỗ lực hết mình. Sau khi thua hiệp 1, ban huấn luyện báo là kết quả thua thì em không lấy đó làm áp lực mà em lấy đó làm động lực để dồn ép đối thủ hai trận cuối, hai hiệp cuối và định chiến thắng. Đây là lần thứ hai vận động viên Huỳnh Văn Tuấn tham gia SEA Games. Tấm huy chương vàng của anh đóng góp vào một ngày thi đấu bội thu của kickboxing Việt Nam với 5 tấm huy chương vàng trong ngày 13 tháng 5. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của Báo Thanh Niên.